Xin chào các bác trên khắp mọi miền Tổ quốc. Chào các bác đến với kênh Giao Việt. Đến với cái số video tiếp theo của em nhá. Hôm nay em lại review một số con dao của các bác đặt, các bác yêu cầu em test nên để cho các bác coi. Thì sau này em cũng test qua quýt cho các bác. Chủ yếu là xem cái độ sắc bén của nó thôi. Còn lại các bác đây là toàn là khách quen, các bác đã đặt nhiều lần rồi. Thì giờ đây em cũng chỉ test để thứ nhất là đưa cái mẫu mã lên cho các bác tham khảo, thứ hai là để cho các bác đặt để các bác yên tâm và giữ làm cái kỷ niệm. Sau đây là em xin test qua một số những con dao, chủ yếu vẫn là dao nhà bếp các bác nhá, dao nhà bếp chính thống luôn, dao chủ yếu dao chặt, dao thái và những con dao nhỏ lớn bé các kiểu, dao thông dụng trong nhà bếp, dao chặt dao thái. Đây, như con dao này gọi là con dao cho các bác ba toa mổ lợn, dao chọc tiết lợn, dao phóng tiết lưỡi dài 23 cm lưỡi, bản rộng 6,5 cm, siêu sắc bén. Bây giờ em test qua cho các bác coi nhá. Dao này thì các bác vừa qua các bác đặt rất nhiều rồi, có những các bác đặt đến 10 con liền một lúc về chia chát cho chia chát cho cái hội mổ lợn mổ heo ở chợ rồi nữa. Đây là dao thái này, các bác đây là hai con hai loại, cái loại này thì nó kiểu cách càng đầu càng ít rồi, còn là các bác yêu thích. Cái mẫu này thì nó cũng giống nhau. Em cũng nói lại là các bác có quan tâm đến giá cả thì em cũng nói luôn nhé. Nhưng con dao này nó khó khăn một tí, nó yêu cầu kỹ thuật hơn những cái tàng đầu đó biết thì rất thì mất rất nhiều thời gian các bác nhé. Thì em có bán con này về cái giá là 450 ngàn, 400 ngàn. Còn những cái còn như thế này nó đơn giản hơn, thì nó là 350 ngàn nhé một con. Các bác cứ hỏi về giá cả em cũng nói luôn. Đấy, bao ship thì em bán ra với giá bao ship. Còn những con dao chặt như thế này thì em bán với giá là 450 ngàn. Dao chặt gà vịt sống dài 4 ly. Còn những con chặt xương như thế này thì em bán với giá là 500 ngàn, sống dài 5-6 ly. Chặt xương, chặt gà vịt. Đấy, giá dao bên em thì nó trung bình dao động như vậy thôi, chỉ có 450-500 là hết cỡ thôi. Chủ yếu là các bác đặt theo cái kích thước số đo thì các bác ấy cứ vào Zalo thế này cho em nhé, trao đổi thông tin chi tiết và các bác hãy đăng ký kênh cho em nhé. Để là dao chặt dao thái thì em làm mẫu mã thì nó cũng chung chung thôi, đa số là mẫu bên nước ngoài mà rất kỹ quá này, làm giấy ngọt lử luôn. Đấy, bác này bác đặt một cặp song sinh luôn, hai con như một, siêu mỏng, sống dày có một ly, gọi là 1,5 ly. Đấy, mấy dao thái đi. Còn đây là cái con này với hai con này, hai con này nó các bác đặt yêu cầu này phải là vừa thái vừa chặt, vừa thái vừa chặt nhẹ đấy nhá, băm tiết canh các thứ nhá, vừa thái vừa chặt nhẹ được mà rất sắc bén này. Dao chén giấy thì nó đơn giản đấy các bác, không có gì là khó khăn được, mài sắc bén nó kỹ hơn được. Đây là dao vừa thái vừa chặt thì nó rộng hơn như con này một chút, bản này là 6,5, bản rộng 6,5.
tất cả tán dao bên em là tán gỗ cầm chỉ và gỗ mun. Đây là gỗ mun cầm chỉ. Cái dao này em không sơn, em để mộc các bác nhé. Em để mộc thì tự nhiên em không sơn bả. Đây là dao, mẫu dao vừa chặt vừa thái. Đây là ba cái cây này, bác này bác cứ đặt về để bác cứ gọt hoa quả này. Đấy, mẫu mã bác cứ đưa cho em này, 1, 2, 3 con. Đấy, mẫu bác cứ xem nhé. Những cái mẫu mà em đã làm thì bác cứ đưa cho em làm này. Ba con gọt hoa quả. Đây là gọt hoa quả. Đây là dạng để tan tô. Cái dao này là để mẫu dao lọc cá. Bác này bác về gọt hoa quả nhưng bác đặt toàn. Còn những mẫu dao này chơi là kiểu cách đẹp. Đây nữa cũng vậy. Lưỡi dài chỉ có gọi là 15cm đổ lại thôi. 13cm. Đấy. Sắc bén này. Và cái này về bác gọt hoa quả. Còn đây là cái mẫu dao này, mẫu dao chặt gà vịt đây. Trong này 45 ly. Chặt xương, chặt gà vịt. Đấy, cũng mài rất là kỹ. Chặt nhưng mà em mài rất là kỹ để cho các bác. Mài kỹ luôn nhé. Test qua thì xem cái độ lưỡi, độ sắc bén của cái lưỡi ra nó như thế nào. Cán này em để mộc, để gỗ mun, gỗ cẩm, mun và cẩm, cẩm mun, mun, đa số là gỗ mun. Qua video thì các bác có quan tâm đến dao lựa thì hãy liên hệ trực tiếp cho em, Zalo số máy cho em nhé, đây Zalo số máy cho em để trao đổi thông tin về số đo kích thước. Còn dao bên em thì nó không gì đánh bóng nhỉ. Đấy, nhìn thấy cái ảnh này, bóng cây loáng này. Đấy. Các bác quan tâm thì cứ liên hệ trực tiếp cho em. Chủ yếu là Zalo nó mới là thông tin chính xác, trừ những con dao to, dao nhỏ, độ dài, độ ngắn các kiểu. Để sau đây em xin chào tạm biệt các bác và cảm ơn các bác đã theo dõi. Bây giờ em đóng gói em gửi cho các bác đây.